past is a dream. Your team has destroyed the tower. Your tower has been destroyed. Đẹp trai thì người có những đứa yêu. Mua hạt không? Hạt Liên Quân giá rẻ, giá rẻ. Quẹo lựa đi bà con cô bác ơi. Ngồi chòm hổm lạc giảm nha. Mà ngồi chèm bẹp cái lạc đẹp cực kỳ luôn. Nhanh tay còn chậm tay vẫn còn luôn nha mọi người ơi. Quẹo lựa luôn bà con cô bác ơi. Focus on the towers. Prepare to engage. Em có làm gì đâu, em có mần gì luôn á bà con. Em khổ quá mà em đứng trong trụ thì chim bay vô nó hốt em luôn mọi người. Nó quá đem như con không đẻ trong trụ luôn vậy đó. Trời ơi đâu, cho em khổ quá mà. Em chơi game như bao người đó bà con. Bỏ qua bên đi ha bà con ha. Còn bây giờ là hello chào xin tất cả bà con, cô bác, anh chị em, cô dì chú thím ha. Đã ghé xem cái channel chờ ní cặp bên đây cà gai mình TV của em nha. Đậu xanh nữa, cái con Vienna này nó xéo sắc với em bà con ơi. Thôi bỏ mấy chuyện này qua một bên đi ha. Mới tìm bà con ơi không biết là bà con có còn nhớ hôm ha, cách đây vài hôm mình có mần clip về vị tướng này, nhưng không phải là cái skin này nha, mà là cái skin là Kirito mặc áo đen là kim chỉ cho cái gì đó, là cái gì đó bà con. Đó, còn hôm nay là mình không có cầm cái skin đó nữa nha, mà mình chơi cái skin mặc định này với lại cái len khác luôn. Cái clip lần trước là mình đi rừng, còn ngày hôm nay là mình đi len con khỉ nha bà con. Cái gì? Mày ăn dơi hả? Mày ăn giùm tao một cái luôn á. Ăn cái gì? Con dơi của ai mà ăn như thiệt vậy anh? Con dơi này con dơi công cộng nha bà con. Nào ăn được ăn nè. Nè, mua kiếm cho coi nè. Hey. Hồi nãy cũng mua kiếm vậy đó, nó đập chết trong trụ á bà con. Không có gì hết luôn á, chỉ có đứng trong trụ mua kiếm cho coi vậy thôi mà đập quá trời quá đất luôn. Đó, câu chuyện nó là vậy đó mà em muốn kể cho bà con nghe đó. Cái gì? Lên răng tao à? Bù, mày lại sợ mày quá cơ. Tích điểm nội tại, mua kiếm tiếp cho coi nè. Hey. Đâu rồi? Anh bình tĩnh, tự tin được cây cũ anh. Thôi nè anh, chuyện đâu còn ở đó anh. Anh ơi bình tĩnh anh. Thôi em làm gì đâu. Thôi anh, em lỡ dạy anh ơi. Anh không coi, thôi đừng quánh em anh. Vô tính nóng vậy. Trời ơi trời. Trời là cha. Con lại hai cha luôn á. Đậu tranh nó múa kiếm cho coi rồi. Không coi thôi làm gì đập tôi. Trời ơi mấy ngày nó tánh nóng mà nó còn võ công cao nữa bà con ơi. Thôi chắc là chương trình múa kiếm tới đây kết thúc đi các bạn. Tại mình thấy đồng địch nó không thích coi. Mình muốn hoài không có hỏi đập đầu mình lắm mà. Thôi bây giờ chúng ta tập trung vào vấn đề trận đấu ha. Cái gì mà gần gần ở dưới kia vậy ta? Á đồ nà ní bánh toàn dư bay. À thì ra hai mày chọn cái chết. Ủa cái cười khí gớm vậy trời. Chạy đâu? Chạy đâu kia nhà đó bán anh à. Đâu tranh vô nhà tôi chạy giọng má, giọng mẹ, giọng cha, giọng bố. Xong rồi giờ chạy hả? Là đâu có được. Thôi anh ơi bình tĩnh anh ơi. Thôi nè anh, thôi nè chị ra. Thôi nè, thôi. Thôi nè cái đây, thôi nè. Trời tôi cản mà tôi cản không được luôn á bà con. Tôi cản không được luôn, tôi cản được đúng một thằng nữa bà con. Tiếc quá là không cản đường Vienna ha. Chứ không là bây giờ 2-1 rồi.
À mà nè các bạn ơi, không biết là hồi bữa giờ các bạn luyện tập cái gì tướng Alen này, khi mà đi lên con khỉ như nào rồi? Bà con đã biết cách combo kill chưa nè? Cái dị tướng này nó có khá là nhiều cái cách combo kill đó nha. Cũng như là hồi bữa giờ các bạn mà đi lên con khỉ bằng dị tướng Alen này, chắc hẳn các bạn gặp những chức tướng như là Jaina nè, Bành Thị Bé Bốn nè, bầm bầm bla bla lùm lưa. Nhưng mà Jaina và Bành Thị Bé Bốn là nhiều nhất đúng không? Tại vì hai vị tướng đó thời gian qua đâu có bị cấm đâu các bạn, auto thả mà. Cho nên nếu như các bạn cầm vị tướng này, thế nào các bạn cũng đối đầu với lại một là Jaina, hai là Bành Thị Bé Bốn là đa số nha. Tiếp thì bây giờ nếu như các bạn cầm vị tướng Alen này, các bạn đối đầu với Jaina, thì cái điều cần thiết nhất và bắt buộc các bạn phải làm đầu tiên đó là gì bà con biết không? Và mình nghĩ cái điều này ai cũng có thể làm được. Khi mà xem xong clip này, mình đảm bảo với các bạn luôn, chỉ cần các bạn mới vừa biết chơi Liên Quân Mobile thôi, là cái điều này là bạn nào cũng làm được luôn. Chứ không phải mới chơi hay là chơi lâu, chơi cũ đâu. Chơi 1, 2, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 10 năm đâu mới làm được là không có ha. Bạn nào cũng làm được hết đó bà con, bảo đảm luôn. Dễ lắm các bạn. Bà con biết cách đó là gì không? Khi mà đối đầu với Jaina nè, nói sao nha bà con. Hey bro, hey bro, mình lộn chơi nè. Alen bị Jaina quánh. Jaina bợp tay Alen, Alen dùng chữ cuối vô bán mặt Jaina. Nó có cái đùng, sau đó quánh Jaina. Jaina thấy vậy, Jaina chạy. Jaina chạy vô bụi, Alen vòng ở phía sau tán Jaina, bợp tay Jaina. Và thế là Jaina gớt này, nằm im gu. Hên là, hên là thằng thắng. Phải nó quẹt nhẹ cái, là chắc hai thằng là đu cấp treo vậy đó. Hên quá, hên quá. Ây, chúng ta quay trở lại vấn đề khi nãy nha. Ơ thì cái cách mà bắt buộc các bạn phải làm khi mà đối đầu với Jaina, đó chính là dép kiên cường. Vâng, chỉ với 690 vàng thôi các bạn, 690 vàng thôi là chúng ta sở hữu được đôi dép kiên cường liền. Đôi dép kiên cường chỉ với 690 vàng thôi là chúng ta đã lấy được 110 giáp phép, sau đó là tốc độ chạy và 35% kháng hiệu ứng. Vâng, chỉ với 690 vàng thôi chúng ta có vàng đầu game, chúng ta mua bậy bạ mất vàng cũng vậy à các bạn. Chỉ với 690 vàng thôi, hãy mua ngay đôi dép kiên cường để các bạn khống chế được cái tỳ kiêu bạp tài của Jaina nha các bạn. 690 được rồi các bạn. Được rồi. Bởi vì lý do tại sao mình lại nói là đôi dép kiên cường này nó sẽ khắc chế được cái dị tướng Jaina. Nếu như các bạn nào đã từng va chạm với lại dị tướng Jaina, các bạn sẽ biết khi mà Jaina nó chuyển qua cái trạng thái thứ hai và nó bóp tay các bạn. Các bạn mà lên đôi giày du mục hay là đôi giày hơi mệt, nó bóp tay là các bạn chỉ có ăn cho đủ thôi, nên chứ các bạn không né ra được. Nếu như các bạn dùng đôi dép kiên cường thì các bạn sẽ có 35% kháng hưởng, các bạn né ra được, các bạn tự dịch, các bạn tự dịch cái nút di chuyển, các bạn né ra luôn. Đó, nó là như vậy. Và cái điều này ai cũng làm được hết. Lý do tại sao bà con cũng biết rồi. Ráng bán trang bị đó, ai có vàng mua, ai cũng làm được đó bà con. Không ai mà làm được hết á. Ai mà không làm được này nữa thôi, không biết nói sao luôn á. Đó, đó, cái câu chuyện nó là như vậy. Thôi, bỏ cái vấn đề đó qua một bên đi nè. Bây giờ chúng ta sẽ nói về một cái vấn đề mà nó rất là quan trọng trong clip ngày hôm nay luôn. Đó chính là cái cách sử dụng combo kill như nào để chúng ta xử lý những pha combat nó không có bị mù lai đuôi mắt, hay là gọi là công kênh đồ này nọ đó bà con. Nè bây giờ các bạn để ý nha, chiêu 2 của mình nó chỉ đang có một lần sử dụng thôi. Thì với cái pha combat này mình không dùng chiêu 2 trước nha, mà thay vào đó mình sẽ dùng cái chiêu cuối trước nè, rồi sau đó chuẩn bị gớt xuống mình dùng chiêu 2 lướt lên để làm chi, chối chân đồng địch lại trong những pha cấp bách á, và bắt buộc các bạn không thể nào mà tích được 2-3 hoặc là 4 điểm nội tại được các bạn dùng chiêu 1 á. Thì những lúc cấp bách như vậy các bạn phải dùng chiêu 1 liền cho mình nha, để làm chi các bạn hất tung nó lên, rồi cứ thế các bạn cứ đánh thường cho mình. Các bạn đánh thường như vậy đó là lúc đó là chiêu 2 các bạn cũng đã có rồi, các bạn lướt theo các bạn chối chân nó lại nha. Rồi trong lúc đó các bạn tích được 3-4 điểm nội tại rồi, các bạn sử dụng chiêu 1 là cái lượng đam của các bạn nó chạp bá lửa luôn. Các bạn nhớ cho mình một điều như này nè, những cái đòn đánh thường của vị tướng Alen này nó không hề mạnh bằng khi các bạn tích được điểm nội tại từ 3-4 rồi các bạn sử dụng chiêu 1 nha. Các bạn sử dụng chiêu 1 khi mà có điểm nội tại, cái lượng đam của nó được nổ ra rất là nhiều và chí mạng nổ liên tục luôn các bạn. Đây điển hình như pha này, nếu như pha này không cấp bách đúng không, thì bây giờ mình gớt xuống mình đánh thường, sau đó mình dùng chiêu 2, rồi mình cứ thế mình tích điểm nội tại, mình quẹt cái chiêu 1 các bạn. Đó, những pha cấp bách thì chúng ta dùng chiêu 1 liền, còn những pha không cấp bách thì các bạn cứ đánh thường, bình tĩnh, tự tin và đừng cay cú nha.
đánh tường tích từ 3 đến 4 điểm. Sau đó các bạn dùng chiêu 1, cái lượng đam nó sẽ nổ ra nhiều hơn nha. Nhớ nha các bạn. Và đó là cái cách combo kill khi mà các bạn chủ động đi bắt đồng địch thôi nha. Thế thì bây giờ còn cái cách combo kill khi mà các bạn đầu game hay áp dụng này vô lắm nè. Đầu game kiểu như là đứng trong bụi chờ đồng địch tới, nào găng này nọ đồ đó, bà con đứng bụi bà con. Trời ơi, chỉ phá trụ mà nó cũng chữ nữa trời. Liên quân mobile mà anh, lấy trụ mới win anh ơi. Đi. Vậy nè là bà con, vậy nè nè. Mình đứng đây nha, mình tích điểm nội tại từ 3 đến 4 điểm trước nha. Mình chi, xíu mình sẽ giải thích cho bà con nha. Thăm ngàn, thăm ngàn kẹp ngành, thăm ngàn. Nước bụi thăm ngàn kẹp ngành. Thế thì đấy là mỹ kiếm chuỗi lừa, không phải đi á rạt mấy bùi áp ôm. Bói đập giá ta 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 cha cha lừa, đa đa la, ba ta ta phần lừa, tay đập lái áo liền, đậu chanh tán vỏ bà nó liền nha bà con á. Nội nó nằm im ru luôn bà con, nó nằm im ru luôn rồi đó bà con, thấy gồm khi mà sử dụng đôi giày kiên cường, ủa lộn, đôi dép kiên cường, nó bọt tay mình, mình có thể tự dịch cái nút di chuyển ra, bà con thấy hợp lý, con nhà bà lý chưa. Với lại là khi mà chúng ta núp bụ như vậy đó, chúng ta đã phát hiện đồng địch là nó sẽ chạy về cái hướng đó, thì các bạn cứ đứng im ru trong trụ luôn cho mình. Các bạn tích điểm nội tài trước nha, từ 3 cho tới 4 điểm để làm chi? Khi mà các bạn sử dụng chiêu 1 thì cái lượng đam nó mới chà bá lửa được, cũng như là lúc mà các bạn đang múa kiếm hi 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 vậy đó, mà đang có điểm nội tài rồi là các bạn được miễn kháng hiệu ứng nha. Miễn khống chế các bạn. Kiểu như nó không có choáng tung đẩy lùi các bạn được á, kiểu vậy đó. Nó nhớ ngang, các bạn tích điểm nội tài trước, nếu mà được á thì các bạn dùng chiêu 2 lướt tới để làm chi? Chối chân nó, rồi sau đó các bạn quẹt chiêu 1. Còn nếu các bạn muốn âu sục cơ hơn, kiểu như là các bạn không có canh được cái điểm nội tại á, điểm nội tại nó hết hơi bị nhanh mà các bạn, thì các bạn nó gần tới rồi, các bạn dùng chiêu 1 chém hi 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 cho mình, rồi xong đó các bạn thấy nó chạy vô, các bạn lướt chiêu 2 tiếp. Ví dụ mà các bạn thấy nó xả những cái lượng đam mà chủ lực của nó vào á, những cái lượng đam bự chà bá lửa, các bạn dùng thẳng chiêu cuối luôn để né nha, để không có đập các bạn chết đó, nhớ nha. Và đó là những cái cách combo kill mà mình hay sử dụng khi mà mình dùng cái vị tướng Allen này để bắt đồng địch mà mình cảm thấy là nó nhanh, gọn and lẹ đó nha. Nếu như lỡ mà nó có cái gì nó sai sót thì mong các bạn thông cảm bỏ qua giúp mình nè. À với lại là các bạn ơi, nếu như mà hồi nãy giờ các bạn xem clip của mình mà các bạn cảm thấy là những cái điều, những cái mẹo mà hồi nãy giờ trong cái clip này mình truyền đạt cho các bạn á, mà các bạn cảm thấy là nó thực sự là ý nghĩa luôn, nó sẽ giúp ích cho tất cả các bạn để thời gian sắp tới các bạn leo hạng nó tốt hơn bằng vị tướng Allen này, cũng như là cái vấn đề của đôi dép kiên cường khi mà đối đầu với lại vị tướng Zena, các bạn cảm thấy nó hay, nó ý nghĩa, thì mình hy vọng là các bạn ơi giúp mình một nút đăng ký kênh nha. Mình sắp 2 triệu subscribe rồi, 1 triệu 9 rồi bà con ơi. Nếu mà được hơn nữa thì mình hy vọng là các bạn tặng cho mình xin một nút like nha. Các bạn nhìn nút like nó nhỏ vậy thôi, nhưng cái tình cảm của nó mang lại là rất là nhiều á nha các bạn. Còn nếu mà được hơn nữa, các bạn giúp cho mình một lượt chia sẻ nha. Bởi vì khi mà các bạn giúp mình một lượt chia sẻ cái clip của mình nè, cũng như cái kênh của mình đến bạn bè đồng nghiệp của các bạn, hay là fanpage hay Facebook gì đó, là cái kênh của mình nó sẽ cực kỳ nhanh phát triển luôn. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha. Còn bây giờ thì mình xin phép các bạn mình nói về vấn đề bu ngọc cũng như bu đồng và bu phù hiệu mà mình sử dụng trong clip ngày hôm nay nha. Ở thì đây là bu phù hiệu của mình nè, dùng đấu khí nha các bạn, sau đó là nhánh phụ đầu tiên là siêu hồi máu nha. Còn về vấn đề bu ngọc á, đầu để tao coi mày chạy bằng cái đường quần đùi gì mày nó rồi con. Thôi bỏ đi các bạn, vô mất công ao lấy quấn chết nữa, thua nữa mệt. Ai ơi gân cổ đầu á bà con nha. Ý cái đây quánh được nè, có đồng bọn mình bu bu vô đỡ chết bà con. Bay nè chạy đầu, sau đó là tới ý xạ, ý xạ nó lại kẻ ra ý xạ đập cả hai luôn. Vẽ nạ nó nhạc nhận tiếp theo nhau kia phe tông tàu. Các bạn ơi, ngọc đỏ mình chọn là 6 viên tỷ lệ chí mạng, 6 đường chí mạng nha. 4 viên còn lại là tóc đánh tỷ lệ chí mạng. Còn ngọc tím á, các bạn dùng cho mình là 8 tóc đánh tóc chạy, 2 hút máu nha. Ngọc xanh 10 viên công dược lý và xiên giáp. Và còn đây là bu đầu của mình nè các bạn.
Nhưng mà các bạn ơi, cái suất thứ ba các bạn đừng lên hoàn chỉnh nha, lên nửa món vậy thôi. Khi mà các bạn lên được cái song đao bảo tép rồi, các bạn quay về cái suất thứ ba lên hoàn chỉnh cho mình là cái kiếm Fanny nha. Cái suất thứ tư các bạn căn xét vào tình hình trận đấu các bạn lên. Nếu đam phép nó quá mạnh, các bạn chọn cho mình là quân chương choi. Nếu công vật lý nó quá mạnh thì lên giáp thống khổ nha. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Vì hồi nãy giờ các bạn đã dành thời gian quý báu của các bạn ra để xem clip ủng hộ mình nè. Nhớ xem hết clip để ủng hộ mình luôn nha các bạn ơi. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nè. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo vào ngày mai. Xin chào tất cả các bạn nha. Mình hy vọng là các bạn đừng có tua nè. Bị vì cái vấn đề này nó rất là quan trọng đó nha các bạn. Nó liên quan đến tiền bạc của cải của các bạn đó. Với lại có gì các bạn thông báo với bạn bè các bạn giúp mình với nha. Tại vì đang có rất là nhiều cái shop ạc nó đang giả mạo để nó lừa đảo tiền của các bạn khi mà các bạn search là shopfinny.vn á. Ở thì bà con ơi, nếu như mà bà con nào đang có nhu cầu tìm mua ạc Liên Quân Mobile hay là bạn bè của bà con đang có nhu cầu tìm mua ạc Liên Quân Mobile á, thì bà con đến với lại shopfinny.vn mua ủng hộ mình nha. Nhưng mà các bạn đừng có vô Google, các bạn search là shopfinny.vn tương tự như này nha. Nếu như mà các bạn vô google.com.vn rồi các bạn search là shopfinny.vn các bạn mà tìm kiếm ra thì cái shop ạc của mình nó sẽ không có nằm đầu tiên đâu, mà thay vào đó những cái shop ạc mà mình không hề biết đó là ai luôn. Nó lại nằm ở đầu và đặt là Shopfinny Gaming TV tượng như cái đầu này các bạn không? Các bạn mà vô cái shop này các bạn mua, các bạn sẽ bị mất tiền. Rồi các bạn cứ nghĩ là mình là người lừa đảo nha, không phải nha các bạn. Đừng vô đây, các bạn sợ là Shopfinny.vn nha. Đây mình kéo xuống đây nè, có thêm một shop nằm dưới đây nè. Có thêm một shop nằm dưới đây nè. Và cái Shopfinny.vn của mình nó nằm ở cuối cùng nè. Đó các bạn thấy không? Nếu như các bạn vô đây các bạn tìm kiếm là thế nào các bạn cũng bị mất tiền à. Cho nên là để mà có thể vô thẳng cái shop của mình luôn và không sợ bị vô cái shop lừa đảo hay gì đó thì các bạn vô cái Google Chrome hay là Cốc Cốc hay là Safari, Safari gì đó, các bạn search shopfinny.vn các bạn tìm kiếm luôn cho mình. Và đây là cái giao diện chính của shopfinny.vn của mình nè các bạn. Nhớ nha, các bạn đừng có vô lộn shop nha. Các bạn mua các bạn sẽ bị lừa đảo đó. Đó, shop của mình có rất là nhiều cái dịch vụ luôn. Như là dịch vụ đầu tiên nè các bạn. Nếu như mà các bạn mua ạc ở cái danh mục game đầu tiên này thì mình đảm bảo các bạn là không có cái chuyện mà không đúng mật khẩu hay là ạc các bạn mua có số điện thoại hay là Gmail gì đó là không có. Các bạn yên tâm nha. Bây giờ mình sẽ lít vô xem tất cả luôn nè. Hiện tại thì shop của mình đang giảm giá 30% nha các bạn. Mình sẽ ấn đóng lại nè và mình kéo xuống nha. Có rất là nhiều sự lựa chọn cho các bạn đây luôn. Bây giờ thì mình sẽ tìm một cái ạc là Ngọc 90 nha các bạn. Mình sẽ tìm Ngọc 90. Có Ngọc 90 chúng ta leo hạng nó mới dễ. Hồi nãy mình thấy có một cái ạc rất là ngon luôn. Ngọc 90 rất là nhiều luôn và đặc biệt là có rất là nhiều vị tướng đi gần. Rất là hot bích tại khu vực này luôn nha các bạn. Ủa, tại cái phiên bản này luôn nha các bạn. Tìm kiếm nè. Rồi ok, mình sẽ đóng lại cái bảng thông báo này ha. Mình sẽ kéo xuống nè. Có rất là nhiều sự lựa chọn luôn nha các bạn. Đó. Rất là nhiều luôn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ kéo xuống cái trang thứ hai luôn. Tại nãy mình có đi một vòng mình tìm kiếm rồi các bạn, mình lựa rồi, mình quẹo and lựa và mình đã ngắm được hai cái ạc rất là phe rồi các bạn. Đâu rồi, để mình nhớ lại cái mã số nha. Hồi nãy mình nhớ là 1 triệu gì nè mà có nắc với mu luôn. Ta nói Ngọc 90 quá trời luôn bà con ơi. Đâu rồi, hồi nãy mình nhớ là nằm dưới đây nè. Nè nè, đây ạc này nè các bạn, 1 triệu đồng nè. Mình sẽ lít vô nha. Ok, giờ mình sẽ kéo xuống nè. Có nắc và mu gần đi gát. Thì bây giờ Ngọc 90 bà con coi nè. Đó, phải không? Hợp lý không? Chưa đâu, ạc tiếp theo nó mới ghê nè. Mình sẽ kéo xuống nha. Đâu rồi cái ạc dưới đây nè. Nè cái ạc này nè các bạn. Thấy quá trời tướng luôn không? Cũng 1 triệu mà Ngọc 90 cũng quá trời luôn bà con. Bây giờ mình sẽ kéo xuống nha. Bà con coi mà con không ghiền nữa thôi luôn á. Nè bà con coi nè. Thấy ghê không? Trời ơi, Ngọc 90 vậy thôi đâu gì nữa bà con. Đó, mà bây giờ có 1 triệu 8 à. Cho nên là mua được có ngạc rồi bà con. Chắc là mình mua ạc trên mình tặng các bạn nha. Ok, và bây giờ mình kéo xuống, sau đó mình lít vô chữ mua ngay luôn. Mình đóng cái bảng chat này lại nha các bạn. Sau đó mình sẽ lít vô chỗ là xác nhận mua. Ta da, 1 triệu đã bay rồi đó bà con. Bây giờ mình kéo xuống nha. Sau đó mình kéo qua đây, mình ấn vô check thông tin nha. Nhưng mà các bạn ơi, để mang đậm tính chất là công bằng á, thì mình chỉ tặng được cái ạc random là 500 ngàn tại đây thôi nha. Còn cái ạc 1 triệu đồng vừa rồi với lại một cái ạc random 300 ngàn á, thì mình sẽ nhờ anh Tân Voi tạo dùm cái event ở cái fanpage của anh Tân Voi. Ủa lộn, ở cái Facebook của ảnh nha. Fanpage của ảnh bị ta ghiếp rồi mà con. Có gì các bạn qua Facebook của anh Tân Voi các bạn tham gia event nha. Ở thì đây là Facebook của anh Tân Voi nè các bạn. Với lại là link Facebook của ảnh mình có để trong phần mô tả. Có gì các bạn vô Facebook này rồi các bạn tham gia event, mình chúc các bạn sẽ là người may mắn nhất để nhận được hai cái ạc đó nha. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Vì hồi nãy giờ các bạn đã dành thời gian quý báu của các bạn ra để xem clip ủng hộ mình nha.